Thank you.
Ngày hôm nay ta cùng hát lên những bài hát trong lời ca của ngày nay. Chúng ta xin được trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình của khách hàng Long Minh Huy và khách hàng Nguyễn Thị Huyền Hương. Khách hàng Trúc Đăng Lập An, khách hàng Trần Thị Huyền Hương, khách hàng Lê Thị Thu An. Đây là những người có tần suất tần số cao nhất của chương trình Cốc Mắt Trong Lên trên ngày 19. Và chúng tôi cũng đồng cảm ơn sự hiện diện của rất đặc biệt của bà Trần Thị Thanh Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 6. Sự hiện diện của bà đã làm cho bộ phim ngày hôm nay trở nên rất tuyệt vời. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của tất cả các người liên quan của chúng tôi, chị Ngô Bác Thị Nhi, cũng như những sự việc có rất tuyệt vời. Chị Tô Lâm Hải Nhi đã dùng ra cuộc đời kinh doanh phần mặt đạo quý Ngọc Thành. Đây là sự hiện diện rất thú vị của chúng tôi, rất mong muốn sự hiện diện ấy sẽ tiếp tục hiện tại nơi đây cũng như là trong những chương trình mà sự kiện trước mắt của chương trình thành công của chúng ta thực hiện trong thời gian sắp tới. Kính thưa quý vị, mời bước chân của tất cả quý vị khách hàng đến với siêu thị Cốc Mắt Trong Lên. Vì vậy tất cả nhân viên của chúng tôi ghi nhận bằng cả lòng chân thành và cảm ơn lời chào sắc nước. Vì vậy tất cả quý vị dù có tham gia mua sắm hay không thì vẫn nhớ Cốc Mắt Trong Lên sẽ được nhân viên của chúng tôi thực hiện an toàn bằng tất cả sự lễ phép cũng như là sự tỉnh táo.